Rồi tới khách sạn rồi. Hôm nay mình ở Round Hotel. Khách sạn này 3 sao thôi. Đó ở bên này là tên Vườn Xuân. À, vô có thấy em lễ tân em đi đâu có được. Gì check in bên cạnh hả? À qua bên kia check in chứ không phải bên này. À check in bên khách sạn bên kia hả? Ok vậy ta, vậy là hai cái này chung điền nào vô đó không biết điền nào qua hết. Hello. Hello. Đi qua bên này check in nè. Đứng im, đứng với mẹ đi. Ba đi check in cái nè. Ba đi đâu ạ? À? Ba đi qua bên này nhận phòng. Ừ, nói chung mà. Đi với ba không? Đi với ba. Cái giỏ màu đó. Đâu có đâu. Trời ơi, bỏ vô miệng vậy đó hả? Ngon không? Để bà lấy cái giỏ mới quên. Đi thôi. Đi lại, đi tới chú kìa, đi tới anh kìa. Từ từ con. Không, để ba, đi với ba. Trời ơi, cái đạp giấc vàng. Mình lứt. Bạn ăn bánh gì vậy? Bánh để bà cho. À, bà cho hả? Cảm ơn bà rồi hả? Cho hai cái luôn hả? Bốn cái luôn. Dạ, đúng rồi, cái. Em ăn chưa? Em ăn bánh chưa? Bánh. Em ăn rồi hả? Bánh ba. Đi thôi. Rồi đứng sát vô. Anh hai đứng sát vô. Đúng rồi. Trời ơi, đã súng răng rồi mà còn ăn cái bánh đen thui luôn. Dính cái áo. Dĩ khoai, sợ hả? Đi chọc cọt con góc vậy? Có ba đây, sao đâu có ba đây. Đây đây. Sợ. Mẹ ba ơi. Cái mặt của mình vậy sợ gì trời. Sợ dữ chưa? Mặt nó đâu có sợ. Con hai sợ thôi đúng không? Không luôn hả? Đúng rồi, anh hai lớn rồi mà sợ gì nữa. Đi thôi. Em mẹ đây. Ê. Được không thôi con? Dạ. Có mấy sấy ạ, bàn ủi thì ở bên mình tao thì... Ồ, toilet ok ha. Tối là sẽ... Tối thì sẽ có cái view chỗ này xí view. Ở bên kia có một cái con đường, ban ngày thì nhìn nó không có được đẹp cho lắm ha. Sân này không làm BBQ được hả? Bên này với bên đó là chung với nha, bên đó là có sân đó. Con leo lên đó không? Nguy hiểm lắm nha. Khoai ơi. Trời ơi, ráng leo lên nè, thấy anh hai leo có bắt trước đúng không? Bắt trước kịp leo. Phòng cũng đẹp ha, phòng đẹp chứ bộ. Hơi nóng hả? Hình như do trưa hơi nóng hay sao á. Wow, nhìn đẹp á. Nhìn tủ cũng đẹp nè. Hồi nãy nó có nhắn tin qua Zalo hết những cái
những cái dịch vụ và những cái phần tính phí là nó nhắn qua hết cho Zalo cho bên mình, rồi nhắn cả bát wifi đồ này nọ. Phòng vệ sinh cũng rất là sạch sẽ và rộng lắm nha, phòng vệ sinh rộng rãi. Phòng này chỉ có 700-350 hai đêm là 700, vậy là một phòng có 350 thôi, đúng không? Rất là rẻ luôn, tại mình book có một phòng cho thằng em mình nữa. Em ngồi ở đây được không mẹ? Không, em ngồi đó nắng, em đi vô. Ba Dục ở đâu? Con đi vô trong đó kiếm sọc rác Dục, chứ rửa miệng đi con, rửa miệng đi. Đó, sọc rác đó con. Rồi tắm rửa xong rồi, bây giờ em nhân viên mình đã làm xong rồi, bây giờ mình đi đó. Chứ ở dưới cái đèo đó bắt cái đó không có luôn. Thiệt tình luôn, không biết sao mà Grab không có. Bây giờ đi xuống đó đón về tắm rửa. Làm xong rồi, vệ sinh tô lắng luôn cho ảnh. Thành phố Đà Lạt đường hơi dốc cả nhà ha. Đường xá dốc nhưng mà mát lắm, sạch sẽ nữa. Mình thấy rất là mát và rất là sạch. Nhưng mà có cái là nếu mà đi không quen thì hơi sợ tí về hơi dốc thôi. Nhưng là cái chỗ đậu xe hoặc là lên dốc hoặc là ve lui rồi đó, nếu mà vô mấy cái đường mà nhỏ là hơi ớn tí. Này là bên tay phải mình là bến xe Đà Lạt này. Mình hay gửi đồ lên trên này, gửi hàng hóa rồi đó, khách hàng ra ngoài này lấy. Hôm nay có dịp đi làm ở Bảo là giao hàng, làm ở Bảo Lộc nè, rồi đi quay video ở Bảo Lộc, xong rồi lên quay video ở phường 10 thành phố Lâm Đồng, phường 10 thành phố Đà Lạt. Thì sẵn lên trên Đà Lạt dạo mát, đi vòng vòng chơi cho hai đứa con đi chơi một xí, nó chuẩn bị vô học rồi nên sẵn dịp đi luôn, với lại test thử coi cái cách quay video như thế này như thế nào có được không. Mình đi tới đâu cái mình có gì hay hay thì mình chia sẻ thêm. Mình muốn thực hiện thêm một cái chuyên đề mới chẳng hạn, là vừa quay video hồ cá coi, rồi vừa quay những cái cung đường đi, những cái nơi ăn uống hay là gì đó, mình chia sẻ thêm. Thì mà nếu mà được mọi người đón nhận thì ở cái kênh của mình sẽ càng ngày càng phong phú hơn ha. Thì mình cứ làm thôi. Còn tại vì nói chứ cũng có người này thích, người kia không thích. Có người thì thích mình làm video về cá coi thôi, về cá thôi. Có người thì kêu thôi làm thêm đi chứ làm cục cá không cũng chán. Nên mình thử để thêm lượng người xem về chủ đề khác. Có cái ở trên Đà Lạt thì không có, mình đi hồi đó giờ mười mấy năm, 20 năm gì đi Đà Lạt rất là nhiều lần, nhưng mà không có máy lạnh nha. Chỉ có nước nóng thôi chứ không có máy lạnh. Đúng là ra khỏi mà tắm xong mà ra khỏi cái vòi nước nóng cái là phải chui đầu vô cái khăn hay là cái mền liền, hoặc là mở máy sấy lên liền, chứ không là lạnh lắm, chịu không nổi luôn á. Từ nhà mình lên trên này nếu mà đi cái đường mình quen thuộc á thì tới 270 mấy 280 cây cả nhà. Còn bản đồ thì nó chỉ đi đường Bình Thuận á, đường Đức Linh á. Đường Đức Linh thì có đường nó đi qua cái đèo chỗ nhỏ, nhưng mà đường nó hơi xấu nên mình không có đi. Thì đường đó thì cỡ 250 mấy cây. Đường đó là gần nhất luôn á, nhưng mà mình không đi. Mình đi cái đường 260 mấy cây á. Còn cái đường cao tốc thì tới 282 cây. Thì cao tốc á thì mình thấy đi qua cái đường đèo Đại Ninh á thì mình chưa có đi lần nào nữa, mình thấy cũng sợ chưa dám đi. Mát không cả nhà?
anh nghe nè. 5 phút nữa em tới nha. Tới đâu? Tới đâu? Tới vòng xoay á. Ủa sao lâu vậy? Alo. Cái vòng xoay đầu tiên á, vừa ra lên khỏi cái đèo là gặp vòng xoay mà. Cái vòng xoay đầu tiên á, cái vòng dạ vòng xoay đầu tiên là vòng xoay cây xanh đúng không? Dạ đúng rồi, vòng xoay đầu tiên đó. Ở cái vòng xoay mà có cái bốt à... bây giờ anh tới rồi nè, anh tới vòng xoay rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Hẹn đón ở cái vòng xoay hồi nãy mình đi vô mình thấy có cái vòng xoay. Hẹn đó cho chắc. Điện thoại gì còn có 1% pin rồi cả nhà. Mà trong túi ảnh không mang tiền luôn. Nên ảnh đang lo sợ là bị lạc giữa Đà Lạt. Đây là cái vòng xoay nè. Mà anh tài xế xe tải ảnh Châu Quá Giang ảnh kêu là tới vòng xoay cây xăng. Mà mình không biết cái vòng xoay này có phải là gọi là vòng xoay cây xăng hay không nữa. Mình không thấy cây xăng ở đâu hết á. Chỗ này cấm dừng cấm đậu nha. Để coi có cây xăng nào không. Không có cây xăng nào hết. Vậy mình gọi cái này là vòng xoay VinMart hay ta. Mình đâu thấy cây xăng nào đâu. Từ chỗ khách sạn ra đây gần lắm, có mấy cây à. Để mình đậu bên này được. Để mình gọi lại mình nói là vòng xoay VinMart nha. Đây cái sát bên có cái VinMart. Ờ cái vòng xoay VinMart chứ đâu có cây xăng nào đâu. Tới chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Anh đang đứng ở thấy anh không? Từ em đang tới để anh dừng cho em xuống. Ý là có thấy xe chưa? Em thấy rồi. À ok. Đón được nó rồi. Đón về cho tắm rửa rồi tụi mình đi dạo mát, đi vòng vòng cho con mình đi chơi cái gì đó. Rồi kiếm gì ăn, có gì hay hay thì mình quay lên chia sẻ. Có hai anh tay ảnh đi phượt cái nhà ơn trước đầu xe mình, cả nhà thấy không? Hai anh chạy, một anh chạy bản số 60, một anh chạy 59 là từ Đồng Nai hoặc thành phố Hồ Chí Minh lên. Có cái đồ áo, có cái bộ đồ mà đi phượt đã không? Nó như bộ đồ áo giáp cả nhà. Trời, bộ đồ này té xuống chắc không sao luôn á. Mình cũng thích đi vậy lắm mà hôm bữa đi Tây, bữa đi Bạc Liêu về cả nhà. Đi Bạc Liêu về hai cái mông mình lột da luôn. Có nghĩa là ngồi mang quần jean cái nhít sao mà nó bị trầy mà nó lột da luôn. Ủa chỗ đó anh cứ quanh xe lại đâu được đâu hả? Đâu, bắt buộc phải đi qua bên này, đi hướng này mà. Rồi, để em chứ. Đi bộ qua đi. Rồi. Không biết xe tải đậu đâu. Xe tải đậu đâu mà bây giờ chắc á anh làm biến đi bộ, anh tưởng hoành lại tại giờ phải đi hướng này về khách sạn. Chỗ này cũng không có được đậu xe mà mình đang bật khẩn cấp thôi. Em bước lên cái ống dục bên kia. Đà Lạt mưa tầm tã rồi. Bây giờ là 5 giờ chiều cả nhà. Đi nhà banh nha, chờ em đi nhà banh. Ở suy nghĩ không có nhà banh. Lên Đà Lạt đi nhà bạn. Đi học gặp đám trẻ. Ở đây là chết luôn. Thì là mắm tích của mình. Đi Đà Lạt nhà bạn không có ai chơi. Là tao vừa bận ra mơ. Đúng không?
cái tay sao nó đen thui vậy Vy? Tay tôm cũng vậy kìa. Tay tôm cũng đen thui nè. Bánh sô cô la. Thì gớm quá. Em tắm biển nó đen hả? Em đi tắm biển nó đen thui đúng không? Con thay, con thay bạn gái Úc. Đúng rồi nha. Con nhớ cô Thư không? Rồi, con râu rồi nha. Nên là ôi trời ơi, nó đực. Nó đực một cái bụt luôn. Ở trong trung tâm thành phố Đà Lạt tìm chỗ đậu xe cũng hơi khó cả nhà. Nãy giờ mình đi quanh quanh vòng thảm dịch. Mọi người xuống ăn sáng để mình kiếm chỗ đậu xe mà không có chỗ đậu xe luôn. Bây giờ mình ngồi xe bật khẩn cấp luôn, rồi đợi mọi người ăn sáng xong mình đi thôi. Cho mình không có rành ở đây nên không có biết cái quán nào hết. Rồi vô tình thả mọi người xuống một cái quán là không có chỗ đậu, cấm đậu. Bây giờ ngồi xe chờ nhà mình ăn sáng xong rồi bắt đầu đi luôn, chứ mình không có xuống được. Đang dừng đậu khẩn cấp, đậu ở làn đường cấm đậu nhưng mà vẫn được phép dừng do không rành đường. Rồi hôm nay mình sẽ dẫn hai đứa con mình đi qua bên cái chỗ cái farm để cho nó chơi trò chơi. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt 18 cây ở Tà Nung đó nha. Đây qua đó 18 cây chơi xong rồi chạy về lại cũng thưa. Định vô quay ăn sáng cho cái nhà xem muốn bò gì đó mà cuối cùng vô không vô được. Thôi để dịp xong. Thank you.
Tới rồi đó nha, khu du lịch sinh thái hay gì đó. Để lát mình tới mình quay nha. Đang quay cái bãi xe, trời bãi xe rộng mênh mông luôn. Bãi xe vừa rộng mà nhiều xe lắm. Du lịch thì đang nổi tiếng nó đông lắm. Có người luôn. Chắc trong này rộng, đi vô khoảng chừng một tiếng là chắc hết. Không có gì để chơi. Ví dụ tham quan mấy con thú. Đây, nhà xem bãi xe rộng mênh mông không? Người quá trời người luôn. Cho thuê ghế nằm. Ở đây gọi là Mongoland. Mongoland. Ồ, có cái bảng số xe giống dưới tỉnh mình lên chơi. Có quán ăn. Vô đây là mua vé đây nha. Ồ, dưới này có bãi xe nữa hả? Ồ, vậy là hai bãi xe. Ồ, đông quá trời đông luôn kìa. Ồ, đông. Ờ, đông quá. À, mua vé chưa? Đi vô. Để coi. À, người nước tự chọn là 120.000, còn nước suối là 100.000 một người á. Rồi đi coi, hai đứa đi vô đi. Hai đứa vô. Em đi vô đi em. Hello. Ôi, cả nhà coi người kìa. Người quá trời người luôn. Chị đi vô đây cho hai đứa nhỏ nó chơi. Từ từ cái cây đó nó vô cái mặt con á. Đi theo con. À, con đọc đi rồi con thích đi chơi ở đâu rồi con đọc đi. Cái đó là bản đồ đó con. Rộng lắm hả? Hồi nãy mấy anh ở ngoài ra kêu là đi bộ mệt lắm. À, có xe kìa. Xe trượt cỏ kìa con. Có xe trượt cỏ kìa, con muốn trượt cỏ trước không? Đừng có đụng thùng rác con. Trời ơi, con người kìa. Người không là người. Ồ, đông. Tự kéo lên hả? Ờ, kéo lên cũng được nhưng mà tự trượt đi, trượt đi. Cái này phải xếp hàng hay sao? À, xếp hàng. Xếp hàng vô con. Thì sao? Con muốn sao? Cái chỗ này nó còn cao hơn. Ba đâu thấy cao đâu, ba thấy gần xịt mà. Con có chơi tự chơi được một mình không? Hay là cần ba? Khoai trừ với ba không? Khoai trừ với ba không? Đây nè, ba đây. Một người lớn, một người em bé được. Đó. À, rồi lôi chị lên trên kia rồi đi vòng xuống. Ờ, vậy ba ngồi với con nha.
Ok. Ờ đúng rồi, ba ngồi sau con ngồi trước. À, ok ok ok. Bây giờ đứng xếp hàng rồi tới đó. Đứng xếp hàng. Ờ. Ờ lôi cái đường thẳng. Đúng rồi, lôi dốc lên bữa có dẫn đi chơi khu lịch ở bên Đắk Nông á là lôi đường này lên, nó hơi mệt. Lối đường kia dễ hơn. Đúng rồi, trượt chỉ một lần một người thôi chứ không có được trượt nhiều. Đúng không? À, nhưng mà bên đó ít người, bên này đông quá phải xếp hàng vậy là đúng rồi. Ơi. Con thấy cái này nó không có giống cái bóng mình. Ờ không giống hả? Ở cái mà con nói là trượt vải hả? Ấy là tông vô cái tông vô cái bức tường. Té rồi hả? Ủa cái này vẫn té được hả? Anh tông vô cái kia. Rớt mắt kính luôn. Kêu không vui rồi đó. Hơi bị xu rồi đó. Rồi tay tay chân phê luôn. À, tới đi. Coi đây là chỗ cho mọi người ngồi chờ nè. Dép kìa. Tới đây Út gà lại coi. Gà lại nó đi. Để cái này đi. Để cái chỗ này đúng thế. Đúng rồi, còn một chỗ nữa. Khi nào mình đi tới cuối dòng kia là sẽ có một cái khu trượt nữa. Một lát nữa mình trượt cái đó nữa. Bây giờ con chơi trò chơi này trước đi, một lát nữa mình chơi trò chơi khác đúng không? Mình phải trải nghiệm hết, con hiểu không? Mình sao trượt ở ngoài phía bên này cho nó đỡ tông vô kia ta? Sao nó lạng vô kia mới vậy? Hay là do lái? À do mình trượt méo hả? Trượt méo nó mới trượt. Rồi mình đứng xích lên trên dùm chút để lấy đường cho xe. Ôi sao không trượt cái bên này mà sao trượt cái chỗ này cho nó tông vô trong cái bụi rơm cái vậy? Do cái thằng này nè. À, tưởng mà nó cứ trượt nó méo vô cái tông bụi rơm không vậy? Ủa cái này ở đâu có méo đâu? Thôi sao cái này lạ quá thế? À vậy là do cái bánh xe rồi. Vậy là do cái bánh xe. Anh kia anh sợ anh không? Không có gì hết con, nó thua cái kia luôn. Con phải chơi cái này trước, lát con chơi cái kia nó, con chơi cái kia mới được. Đi với mẹ đi giúp. Đi vô ngồi. Đâu vậy? Vô hè đâu rồi? Tới phiên rồi, tới phiên. Nó ré luôn. Kệ nó, cho nó ré không sao đâu. Cái đầu ghê con. Rồi kéo đi con, kéo đi nữa quay em nè. Coi em nè, coi em trượt xuống đi con. Coi em trượt xuống nè. Con kéo qua đây nè, kéo qua đây nè con. À, kìa. Hello. Không sao hết, không sao hết, không sao hết, không sao hết. À, có ba đây không sao hết. Đây không sao hết. Ờ. Không. Đã không? Ờ đã quá, không sao hết. Có gì đâu mà khóc con. À, không có khóc, không khóc nha. Rồi để ba kéo cho, để ba kéo cho. Rồi xong rồi, xong rồi. Ở đây có nhà vệ sinh nè con. Đó toilet đó con, đi vô đó đi. Tâm. Tâm ơi. Để ba dẫn anh hai đi toilet đã. Đi. Đây nè, bên này. Đi tham quan cái toilet coi đẹp không? Thôi không phải nó nhỏ mà nó nằm ở dưới cái thung lũng thôi chứ không phải nhỏ. Đi. Bên này là woman, bên này là men nè. Men là con trai nè con. Đi. Để coi thử nhà mà toilet đẹp không? Ồ, toilet cũng sạch ha. Ok. Đi đi con. Đi vô đi. Đi thẳng vô, ở trong nữa, đi thẳng vô.
Ừ đúng rồi, chứ hẳn vô nữa. Đây nè. Cũng sạch, cũng rất là sạch sẽ, ok ha. Cái cục gì vậy ba? Bên này có bồn rửa mặt, dân giả luôn. Cái cục đó để cho nó thơm á con. Ba thấy trượt vui mà. Sao em khóc? Hết khóc rồi không? Chừng nữa không? Chừng nữa không? Không. Đây thẳng đây. Đây. Rồi Út dẫn Hoa với Tâm đi đây. Có đồ du mục kìa, đồ Mông Cổ kìa mẹ, đồ du mục kìa. Để coi cái giá vé đâu, cái giá vé mướn đồ đâu, bên này nè, bên này có chụp hình. Chụp hình photo bằng điện thoại. Chỉnh 28, giao toàn bộ góc 20 bít. Cái gì 1.500 một người hả? Cái gì vậy? Đồ từ 150 tới 250 một bộ. À đồ trên này hả? Là 150 tới 250 một bộ hả? Wow, có mấy gấu bông nữa nè. Vô cho thỏ ăn rồi hả? Ai biết? Đi với vợ mà. Ôi người đông kìa. Đây có một cái khu thỏ nè. Ôi thỏ đẹp quá ha. Thỏ đẹp ghê á. Thỏ đẹp, nó đứng lên kìa, nó đứng lên nó xin ăn kìa. À, ở đây có lồng chim kìa. Hết chỗ rồi. Ủa đi đâu hết rồi? Ôi người ơi, đông quá trời đông. Bên kia có xe gió nữa. À đây. Chắc đi vô chợ thỏ ăn trước. Ủa cái con gì kìa? Mấy người kêu dê bị tai biến. Dê tai biến hả? Đâu nó bị tai biến á con? Đâu? Nó bị gì vậy ta? Nó quậy cái cổ rồi. Sao nó gục cái đầu xuống dưới nó đi vậy? Cái đầu nó bị gì? Bị tật rồi. Nó quậy một con dê bị tai biến không? Nó bị tai biến. Qua đây đúng nè, qua đây không có người nè. Qua đây đẹp nè. Ờ, có cái cây cà phê luôn. Ui. Trời, bên kia núi đã. Rồi núi đẹp ghê. Đang chụp chói nắng đó nha. Chụp chói nắng nó tối thui rồi, không thấy gì đâu. À, bộ mấy bộ đồ y cái đồ này là đồ yêu quái nè. Bạch cúc tên. À đúng rồi, bạch cúc tên. À có thuyền có hồ nữa. À có cái gương nữa kìa. Dạ tới đó chụp hình không? Không phải gương thần đâu. Gương chiếu yêu á. Gương chiếu yêu quá con. Bà có bé và dễ thương không? À chụp màn hình mấy cơ. Dạ. Vô đây tự chụp ha. Mẹ ơi vô đây chụp này mẹ. Anh không chịu. À đi khoai đi theo anh hai kìa con.
Rồi, ok, để ba xách nước cho. Vô trong này là mỗi vé được một chai nước. Còn muốn chọn đồ ăn, đồ uống thì thêm 20k. Wow, đây có nhiều chỗ chụp hình lắm. Cái con dê nó lên con ghế nó ngồi luôn nè trời. Sao nó sướng vậy? Đi ra coi. Từ coi sáng, ơi còn thấy hai kia sao? Đi ra coi. Ồ, mấy cây cà phê mà không ngờ nó mát ghê á. Nó tới nó làm gì vậy? À, nó tới nó uống nước của người ta luôn. Có cái ly nước nó trèo lên nó uống. Giờ, con dê nó có ít có khôn ghê á. Hai em kia đang để hai ly nước nó leo lên nó uống rồi. Nó leo lên nó uống ly nước của nó. Chụp giống giúp anh dây vậy? Đâu do người mẫu đẹp. Đi đi con. Đẹp đúng không? Quá trời chỗ chụp hình mà. Kìa, người ta ngồi lên trên kia chụp. Chỗ chụp hình đầy mà kêu không có. Con đi 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 tham quan nữa đi con. Đó, Khoai ơi. Con làm gì đó? Con muốn cái này hả? Con đi với anh Hai kìa. Anh Hai dẫn em đi á. À, không, cái cửa đó mở không được đâu con. Con không đi đường này nè con. Ở đây có cửa nè. Em có cái mương nha em. Anh Hai, em dẫn em qua kìa. Em sao biết nhảy được? Làm ghê rồi. Cái mặt của nó mất cửa à. Cái mặt thử coi. Thấy có cái nó ủi không? Ủi á, con này con dê đực nè. Ê mày. Ồ, nó ăn cái gì mà nó mập. Ơi nó sắp thành con heo rồi. Bây chụp cho em con heo mập coi. Nó sắp thành con heo chứ không phải con dê nữa. Ơi. 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 Mày mở cửa. Mở cửa đây nè. Mở cửa cho mát. À mở cửa cho mát hả? Ok. Ê. Không ngờ mấy cây cà phê nó lại mát như vậy luôn. Mấy cà phê nó tỏa ra như cái dù vậy. Con tới coi con dê mập kìa. Con dê mập lắm. Chụp hình con heo. Không mà con này nó hiền. Nó không làm gì đó. Ok. Đụng cái sừng đó nó hơi quẹt. Em đụng thử đi. À, nó ngoan lắm, nó ngoan lắm, nó ngoan. Đụng hơi, không sao. Nè, ba đụng nè, ba đụng nè. Út đụng nè. Anh đứng im cho mình đụng kìa. Anh đứng im cho mình đó. Đã không, đã không? Chạy. Chạy. Anh Hai coi con dê nè, con tới muốn tự đụng thử con dê không con? Muốn đụng giữ con dê đi. Nắng lên rồi nè. Ủa nắng đẹp không? Cái khúc chỗ này đẹp lắm nè, cái khúc này chụp nắng đẹp lắm nè. Chụp nắng chụp với hai con dê đẹp lắm nè. Khoai đi qua ngồi với dê đi con. Con dê heo. Trời ơi, vuốt anh sướng anh nhắm mắt à. Trời ơi, anh sướng à. Anh sướng anh nhắm mắt hết. À, vuốt ở đây anh mới phê nha, vuốt ở trên đầu anh không có phê. Vuốt ở đây sướng lắm nè, tôm vô vuốt thử đi con. Vuốt thử coi. Vuốt ở đây nè, con vuốt đây nè, con vuốt đây nè. Vuốt bình hông á, vuốt bình hông. Đúng rồi, con vuốt đây. Đúng rồi, vuốt thử coi. Vuốt dê kìa, con dê đi phê quá nó nhắm mắt luôn. Phụ sung sướng. Con đá cho nhóm mỹ. Đá chụp chị với người nhóm tóc coi tắm đi đã đừng hút. Đúng rồi, dê heo ba. Ba dữ. Con nói con lọt lạc đà bú. Bị bú. Đây là cái chỗ khu Mông Cổ. Bên này có mấy cái hồ nước này mà không thả cá coi ta. Hồ này giống như hồ tự nhiên luôn, có bùn sình này không có lọc. Có một con lạc đà hả? Con số đông dữ vậy trời. Tính là nó cao ghê á, nó bự, cao hơn người.
bên kia đang xây thêm một cái nhà giống như nhà ở Mông Cổ hả? Cái khu dưới kia đã kìa, quá. Ờ bên này có thấy nguyên một đống xương rồng luôn. Quá trời luôn, đẹp à. Ơi. Có một cái gì này này, đứng với đây đâu ra đâu. Nờ con qua khám phá đi. Ôi xương rồng nhiều không? Con tôm đó, nó vẽ. Nó biết gì nữa, nó không chịu tới. Nó kêu cái lông lạc đà dơ. Người ta rờ, người ta ôm đầy kìa. Thu sao? Có 1, 2, 3 con đực. Ba con đực còn một đống một cái luôn. Bên dưới còn con gì nữa kìa? Con gọi là con gì đó? Con rồng đất kìa. Rồng Nam Mỹ hả? Con rồng Nam Mỹ vậy con? Ủa? Còn có rồng đất và rồng Nam Nhật. Nó cũng giống nhau thôi con. Nhưng mà nó khác giống thôi. Trời ơi, có gì? Mày già. Trời ơi, con này nhỏ hơn con của ông ở dưới Vũng Tàu. À. Con kia ở dưới ông đó, ông bự lắm. Ôi nó quá trời luôn kìa, có con nhỏ nhỏ nữa kìa. Có mấy con nhỏ nhỏ nữa kìa. Đùi nó nứt kìa. Ê nó sao nó bị hình như nó đang lột da. Không. Chắc con này nó có lột da không ta? Chắc có. Cái con kia là đẹp không? Nó leo bên kia nó nằm kìa. Ờ có cái hồ cá bảy màu nữa kìa. Có lý ha, có cái hồ cá đó có lý ha. Đi qua trượt cái kia đi, có chưa? Bên đó có vé chưa? Ơi bên này có mấy con chó nhỏ nè, khoa tóm khoai đâu mẹ dẫn đi rồi. Có mấy con chó nhỏ nhỏ xí đẹp không? Ở trong cái khu này nhiều ghê, nhiều thứ vậy. Ơi đồ ăn cho chó nè. Ở bà kia bây giờ không chưa rồi đi coi, đi qua bên trượt trượt bãi gì đi. Lạc đà bú. Bú, bị bú, bị cục bú. Nhóm ngũ quỷ. Ừ, đó. Đi còn ai lên trên? Rồi. Đi dơ tay lên vậy. Đó lại hả? Trời ơi, xếp hàng kìa. Cái chỗ này người ta chơi đông lắm nè. Xếp hàng quá trời luôn. Hả? Vậy là à khoai 6 tuổi trở lên mới được trượt hả? Một lấy một nè. Quay xuống sao biết số tấm à? À bóc số rồi. Mình một hứa 100 mấy. À nó có cái phao nó kéo lên vậy hả? À dây chuyền tự lên. Ý cái này là trượt bằng nước luôn. Có nước kìa, nó phun nước kìa. Đó nước đó nó phun rồi. Ừ trượt đã lắm. Chết rồi, tôm nghiền rồi. Wow. Tôm nghiền chưa? Ồ. Trượt cái đó đã lắm á con. Ừ, cái đó phê. Mày không khoai không được trượt. Khoai không được trượt rồi, khoai nhỏ quá rồi, 6 tuổi mới được trượt. Hả, à, em không được, em cũng muốn trượt hả? Chứ hồi nãy em khóc mà. Giờ cho thì thích. Bây giờ hết sợ rồi hả? Nhưng mà người ta không có cho sang dưới 6 tuổi lên đâu. Con 7 tuổi rồi, 6 tuổi cũng không được lên hả? Đúng rồi, nhưng mà con lớn rồi. Ôi đứng đây nó mát, gió nó đã. Trời đông quá, trời đông luôn rồi. Cái khu du lịch mà nó hot lên là nó đông. Đi xuống rồi xong rồi mình đi bộ lên hả? À xe điện đưa mình lên hả? Đứng xếp hàng, đứng xếp hàng dưới nhà đông rồi như kiến luôn. Ồ, quá được rồi luôn. Đó là 7 triệu rưỡi. Rồi cái nè đó.
À, cái này là nó làm bằng mấy cái miếng nhựa đơn đơn con. Có cái bánh xe, nó có mấy cái bánh xe rồi ngồi lên trên đó. Ủa, sao có cái bánh xe ở trong đó hả ba? Hả? Đúng rồi, không phải. Cái quay coi mọi người. À là có người chỉ cho mình cầm phao, là phao này cầm phao kia. À, à phao này cầm phao kia. Phao này cầm phao kia. Hàng nhiều lần xuống, xuống lần xuống hết. À. Ba cũng ba. Ô. Đó đủ màu dưới. Ba phao. Lên ngồi ghế giùm em nha. Chơi sao mạnh luôn. Để ba ngồi ngoài, để ba ngồi ngoài, ba quay. Ba ngồi ngoài, ba quay cho. Đợi xong rồi tấu ngồi lên tới hàng. Hơi lâu luôn. Ở nhà chụp hình luôn kìa. Hay là mình chụp hình nhờ. À, ừ, lấy điện thoại, em lấy điện thoại. Thôi. Hả? Là phao này lắm phao kia. Ở đây cái nhóm này có 3 người à. Vẫn đi theo nhóm được. Mà đợi lâu quá. Đợi đã giờ hơn nửa tiếng hồ mới được chơi. Đợi khá là lâu. Sáu phao. Đi qua đây đi, mình qua đây này trước đi, bên này nè. Tao mới qua đây với ba coi. À đứng luôn là. Cái vé đưa rồi, đưa người ta lấy. Từ từ rồi mọi người bước vòng lên phía trước rồi ngồi xuống nha. Bước vòng lên trước, đây vòng lên trước coi, đây đi từ từ thôi, đi coi chừng nó rớt xuống dưới luôn. Rồi con qua bên chưa cậu Út kìa. Không, để anh ngồi bên này cho, để anh quay video coi. Em ngồi chính giữa đi. Rồi ok rồi, ngồi xuống rồi. Rồi ok. Tay này cầm vậy hả? Để mất kiến hả? Để mất kiến ra hả? Để rớt hay sao? Bỏ trong phao. À, bỏ trong phao đi con, bỏ các kiến trong phao. Con để nghe lời chú nè, nghe lời chú. Anh có. Nhớ lấy tao tên, lấy hình người đỏ biến rõ nha. Chơi vậy được. Quá ghê quá à. Ừ. Nó này mọi người chân lên nha. Chân lên nha. Mình nhìn thấy bình thường mà sao nó ghê vậy? Mấy con kia nó ghê vậy. Trời ơi. Trời. Ôi trời. Ôi khúc nằm xuống á. Rất ghê. Cái khúc nằm xuống đi chứ. Ghê quá, đi ra xe coi. Bị đau mắt kìa. Bị đau tim luôn rồi. Bị đau tim. Ôi mẹ ơi. Chú hỏi trái tim trở về chưa rồi con? Trời ơi, Út. Út cũng vậy luôn á. Bết kìa. Thốn luôn á. Không, cái khúc thứ 2 cái này hơi, cái khúc thứ 2 nó ghê lắm. Cái khúc thứ 2 nó chấm nước luôn á. Nước, xịt nước văng đầy mặt luôn nè. Ui trời. Lên xe đi thôi. Đi ra, ngồi đây với ba nè con, ngồi đây với ba. Thích ngồi chỗ đó. Vậy con ngồi đó đi. Trái tim mới trở về á. Ừ. Không, con giữ xỉu. Con giữ cái tay cho con đàng hoàng nha con. Cẩn thận đó. Ừ. Cắm xuống cái tay em rồi. Cái thứ hai là hết. Cái thứ hai mới ghê. Cái cuối cùng. Cái đó. Em sợ nó ập
nữa. Không, mình thấy nó đơn giản là sao ghê không, cái này là em nghe nói là họ làm không có bay ra ngoài được đâu. Thì biết rồi chứ sao sao, sao bay được. Trời ơi. Cái khúc thứ hai bây giờ. Đó 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 đó. Lấy xe về luôn, lấy xe về. Lấy xe về luôn. Lấy xe về luôn. Quá. Cái thứ hai ghê quá. Ai cũng nói cái thứ hai ghê. Cái thứ hai mới ghê. Trời ơi. Nhìn nó đơn giản thôi. Mà sao nó ghê vậy trời. À chích. Tới không? Đủ người không? Lên 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 luôn, lên luôn, lên luôn. Chích về luôn cho rồi. Ghế 3 người giùm em nha. Ghế 3 người hả? Ráng. Trên còn người kìa, trên còn người. Hồi trước là hết. Trời nó quê. Anh Cường cầm máy thì khúc đó được không? Được. Trời ơi. Ở ngoài nó khúc này nó đâm xuống. Thời dốc nó đâm xuống nhìn thấy ghê quá. Em tưởng nó bay ra ngoài không? Cái khúc này cao nè, khúc này cao nè. Cái thứ hai cao nè. Cái thứ hai xuống nè, cái thứ hai xuống cao. Tới cái này là. Cái thứ ba thì nó thấp thôi nhưng mà cái thứ hai ghê kìa. Trời ơi. Do mình thấy bằng cái màu nhựa á, mình tưởng nó bình thường, tưởng nó đơn giản. Bay xuống không lên, nó bay xuống. Trời ơi. Ê. Anh hai làm quen rồi, anh hai làm quen rồi. Hiểu tim. Hồi nãy kêu lên kêu bây giờ có ai không? Cái thằng nó đi bắn lần rồi kêu lên. Cái gì? Thằng nào có sạch chứ thằng đi bắn lần. Ghê vậy? Xếp bàn á. Xuống rồi. Chơi tiếp đi, chơi tiếp đi. Chơi nữa đâu. Chơi gì nữa mà chơi con. Chơi tiếp nè. Thôi. Không chơi nữa. Không chơi nữa. Chơi cái chục cỡ thì được á. Chơi cái kỳ vậy. Ồ. Ồ, kinh khủng quá. Đúng rồi, mình thấy nó bình thường mà sao nó ghê vậy trời. À, đi xong tay chân bủn rủng rồi. Ở trong cái hình nó bình thường tự nhiên ở ngoài đường hả? Ở ngoài đời thật ghê quá hả? Vi đâu luôn rồi đó. Chị Vi đâu, mẹ đâu rồi đó? Ủa, một bay luôn. Bỏ gì cho nó ăn á. Ê, nó có lỗ tai rồi đó. Nó bị bấm lỗ tay, có số rồi nó bấm lỗ tai. Cái kia đó con thấy nó còn cảm giác mạnh hơn cái cào trượt nữa. Ờ, mạnh quá con ha. Hết dám đi lần nữa luôn á. Tưởng anh này anh khóc luôn. Ờ, cái trò đó nó ghê thiệt chứ. Có phê không? Phê gì, đi lần tưởng cái già lắm. Ờ, ông Khoai lên chắc khóc tới giờ luôn á. Nó dài lắm hả? Ờ, nó ghê lắm, nó xuống dốc vậy nè, cắm cái đầu xuống. Trời ơi. Xuống mà dạng như là em sợ là nó bay ra ngoài. Và em nắm cái củ tôm. Nó cũng ngang ngửa vậy đó. À, hay là do cái củ tôm xuống á là tôm không có nắm theo cái của em. Ủa, em nắm cái là tôm nó ở sau vậy nè. Cái hồi đi thẳng, cái hồi thành xéo vậy đó. Cái hồi là anh Cường ở trên cao. Ờ, múc trên cao luôn. Ủa, tới kìa. Ờ, nó không có đi thẳng. Ờ, nó không đều nhau. Ờ. Có chân té em kìa. Lấy chân sắp băng lên đây. Bây giờ nữa không? Thôi. Thôi, không nên trường đâu. Trời mát ghê á. Đúng là ở Đà Lạt không có gì á, mát mà cố luôn. Không có gì bằng mát. Rằng nó bị hô. Con thấy nó giống như cổ con không? Giống. Giống hả? Mặt nó ngáo ngơ, mặt nó ngáo ngáo rồi vậy. Quay, quay ơi. Chúng kìa. Có nhiêu tiền? Bao nhiêu? 250 đó. À xin hả chứ không mua hả?
cái mặt mà con đừng có nhớ nó, tội nó con, cho nó ăn đi con. Không, con cứ để con đưa vô miệng nó đi. Con đưa vô miệng nó đi. Cho anh hết. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ chụp hình cho anh hai vậy? Con đứng sát vô không sao đâu con. Anh sợ. Cho nó ăn đi. Rồi chụp hình cho em đi. Ây da. Cho nó ăn đi con, chứ đừng nhớ nó, tội đó con. Con giật tay lẹ quá à. Con đưa từ từ thôi, con đưa từ từ thôi. Để cho mẹ. Ông chỉ ra này, con tới lấy cô lấy mấy cục đó đi. Anh sợ anh nhát, anh không dám đụng. Đâu có gì đâu sợ. Phải quay lại. Đừng có chọi đó con. Em cho này. Hai đứa đó sợ chó mà dễ gì nó tới chó. Ủa quá trời đây nữa nè. Ê, có con kia có hai lỗ tai thôi, không hết lông rồi, cạo hết lông rồi. Em ở ngoài hả? Em đủ ở đây này. Thôi con kia dốc, đạp. Dốc shopee đi không? Đi con. Nó mổ cái tay em. Con nói con gì vậy? Nó mổ kêu quá. Đây nè, không thấy cám hả mấy thầy? À, nó bị đuôi hả? Ủa sao nó mổ vô tay không vậy? Nè. À, nó bị lông nó che hết con mắt rồi. Lông nó che hết con mắt rồi. Ủa sao nó cứ mổ lên cái ngón không ha? Con này con bồ câu. Ồ, quá trời con chim yến luôn, yến phụng đầy luôn. Có mấy con chim đứng dưới đất kìa. Chim này, con này chắc không biết bay quá. Khoai, con gì Khoai? Con gì vậy? Giống chim ở nhà mình nuôi không? Ồ, quá trời tổ chim luôn. Ồ, quá trời trên kia luôn. Con yến phụng. Yến phụng hả? Đúng rồi. Ở đây không có vẹt. Cái con này nè, cái con này giống... Nó bay đến ăn thì nó ghét vậy. À, nó bay đến ăn hả? Dạ. Thấy ra con. Sao cái đầu nó kỳ vậy? Ừ, lông của nó che là hai con mắt nữa ha. Con này lần đầu tiên thấy luôn, con chim ngộ ghê á. Chim thì lạ trời, nó dí theo nó mổ chân mình nè. Trời ơi, 11 giờ rồi, trưa rồi mà nó đông kìa. Người đông như gì luôn á. Quá trời đông luôn. Dã man thiệt. Đi đâu? Chắc là đi xuống dưới kia rồi. Đi ra ngoài đi. Người đông quá đông.